Hiện tại đang trước cổng công an huyện nha mấy bạn. Thì đi đổi giấy căn cước, từ chứng minh sang căn cước gắn chip nha mấy bạn. Thì sáng là tình hình là mới vô bốc số rồi, nhưng mà sáng giờ ta bốc rất là nhiều rồi, phải chờ nữa. Thì các bạn tranh thủ nha. Đây là kết quả của ngày chủ nhật mình, sau khi mình mất hơn nửa ngày đến tận khuya về quê để mình đổi căn cước công dân nha bạn. Thì đây là cái biên lai thu tiền cấp căn cước công dân nha bạn. Chủ nhật rồi mình vừa đổi sang căn cước công dân gắn chip. Sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho mấy bạn muốn về làm trong ngày chủ nhật nha. Để mấy bạn rút ngắn được thời gian và đỡ tốn chi phí công đi lại của mấy bạn. Thì trước khi mấy bạn đến đây làm, mấy bạn nên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ theo yêu cầu của công an cấp căn cước công dân nha mấy bạn. Gồm giấy khai sinh có đầy đủ ngày tháng nha, chứng minh nhân dân cũ của mấy bạn và cả sổ hộ khẩu nha. Mấy bạn nên chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ này và mấy bạn nên kèm theo một cái giấy khai sinh bản sao công chứng nha mấy bạn. Để lúc mà bên nhân viên bưu điện nó có giữ lại một giấy khai sinh của mình đó, thì mình sẽ đưa bản công chứng cho nhân viên bưu điện giữ nha. Và đặc biệt mấy bạn đã kết hôn rồi thì mấy bạn nên mang theo giấy kết hôn nha mấy bạn. Tại vì ở huyện mình làm là hỏi mình giấy kết hôn, còn ở các huyện khác thì mình không biết. Cho nên là mấy bạn đem theo sẵn đầy đủ đi cho chắc chắn nha. Nếu mấy bạn làm trong ngày chủ nhật thì mấy bạn nên về từ sớm nha mấy bạn, tranh thủ thời gian của mình. Để tại vì cái hồ sơ số lượng người làm rất là đông, cho nên là mình sẽ bị trễ nếu mình không có tranh thủ thời gian nha mấy bạn. Thì chủ nhật mấy bạn về càng sớm càng tốt. Rồi mấy bạn đến địa điểm cấp đổi căn cước công dân. Đến đây thì mấy bạn bốc số thứ tự. Mấy bạn cố gắng bốc số thật là sớm. Tại vì số lượng người rất là đông, mấy bạn không có gấp được. Tại vì mấy bạn bốc số nào thì người ta sẽ kêu mấy bạn làm theo thứ tự đó thôi, tại vì số lượng rất là nhiều. Thì trong lúc chờ có thể là số mấy bạn đến sau, thì mấy bạn có thể di chuyển ra bên ngoài hoặc là đi uống nước hoặc nghỉ ngơi ở đâu đó. Nhưng mà mấy bạn nhớ theo dõi sát cái số mà người ta đã kêu rồi nha, để mình phỏng đoán được thời gian của mình. Tránh trường hợp là mấy bạn đi xong rồi mấy bạn không quay lại, người ta sẽ kêu số của mình không có, người ta sẽ kêu tiếp theo nha. Thì vừa rồi mình làm là sau khi bốc số thì sẽ chờ, mình bốc số từ trưa nhưng mà mình chờ rất là lâu, đến chiều thì mình mới được kêu số thứ tự của mình và chụp hình nha bạn. Trước tiên là sẽ kêu số thứ tự của mình và kiểm tra hồ sơ, sau đó là chụp hình. Chụp hình rồi mấy bạn phải quay về chờ. Rồi tiếp tục đến cái bước lấy dấu vân tay nha bạn. Thì cái bước này là bước lâu nhất trong việc đổi sang căn cước công dân gắn chip nha bạn. Mình cảm nhận gì? Tại vì cái dấu vân tay của mấy bạn có một số người là sẽ lấy không được giống như mình nha. Tại vì vân tay khô hoặc là bong chóc gì đó. Thì mấy bạn bị thương hay là bong chóc vân tay có thể lành trong vòng 1-2 tuần đó, thì mấy bạn nán lại hay đi làm. Đừng có làm sớm quá. Tại vì người ta la không được, người ta lấy không được, người ta phải lấy lại rất là nhiều lần nha. Mất rất nhiều là thời gian của mình và của người khác nữa. Trong các bước đổi căn cước công dân này thì lấy dấu vân tay là mình thấy là lâu nhất. Tại vì lấy hết cả 10 ngón tay của mình luôn nha. Lấy dấu vân tay của cả 10 ngón tay luôn. Mà ngón nào lấy không được thì phải lấy lại rất là nhiều lần. Sau khi mấy bạn lấy xong dấu vân tay thì coi như là hoàn tất. Chỉ còn cái bước là mấy bạn sang ghi địa chỉ để bưu điện, nhân viên bưu điện người ta giao và đóng lệ phí thôi nha mấy bạn. Ngày chủ nhật vừa rồi mình đổi sang căn cước công dân gắn chip thì mình đã mất hơn nửa ngày. Tại vì mình không có nắm được rõ là cái số lượng người làm nó đông như vậy. Và cái thời gian mình không được chủ động, do mình về tới trưa mình mới đi bốc số. Cho nên mình làm tận tới khuya mới xong. Thì ở công an huyện, ở chỗ mình ở thì sẽ làm việc tới 23 giờ đêm nha các bạn. Giải quyết cho các bạn hết hồ sơ luôn. Trong lúc mấy bạn làm thì mấy bạn chờ tới lăn dấu vân tay á, thì lấy dấu vân tay á, thì mấy bạn hạn chế đi ra ngoài nha, để tránh trường hợp người ta gọi tên mình nhưng mà mình không có nghe nha các bạn. Thì mình sẽ dán cái đường link của thông báo của công an huyện Cao Lãnh ở dưới mô tả video cho mấy bạn nào ở huyện Cao Lãnh thì có thể
biết thông tin và sắp xếp thời gian của mình làm cho linh hoạt hơn nha bạn. Thì trong mấy bạn ở xã khác, huyện khác, tỉnh khác thì mấy bạn không nắm rõ thông tin về việc cấp đổi căn cước công dân gắn chip á, thì mấy bạn có thể liên hệ số điện thoại của công an xã thị trấn nơi cư trú của mấy bạn nha. Chúc mấy bạn đổi căn cước công dân nhanh gọn lẹ hơn mình nha. Thì bạn mình mất khá là nhiều thời gian, cho nên mình chia sẻ một số thông tin cho mấy bạn cần thiết mấy bạn nắm nha, để mình có thể chủ động hơn thời gian của mình. Rồi, cảm ơn mấy bạn nha. Hẹn mấy bạn trong video tiếp theo của mình.